Từng hoạt động nhỏ tạo nên thay đổi lớn qua chiến dịch tin. Với thông điệp tin trên mạng, tin cho đúng cùng hashtag anti-fake news, nhận thức mức độ nghiêm trọng của các thông tin giả, lừa đảo ảnh hưởng đến sự an toàn của người dùng trên không gian mạng. Chiến dịch phòng chống tin giả anti-fake news được phối hợp thực hiện bởi Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử, phối hợp cùng báo VN Express, Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT và TikTok Việt Nam. Bắt đầu bằng các hoạt động nhỏ, chiến dịch đã mang đến những thay đổi lớn trong nhận thức của người dùng về an toàn mạng. Tính đến thời điểm hiện tại, hashtag anti-fake news đã đạt được hơn 4 tỷ lượt xem, mang đến lượng thông tin hữu ích giúp người xem nhận biết và phòng chống tin sai sự thật trên không gian mạng. Chiến dịch phòng chống tin giả anti-fake news là khởi đầu nhỏ cho chuỗi hoạt động giúp nâng cao ý thức người dùng cũng như trách nhiệm trong việc chia sẻ thông tin trên Internet đã mang về kết quả lớn. Cùng TikTok vinh danh thành tựu lớn từ màn ảnh nhỏ tại đêm vinh danh TikTok Awards Việt Nam 2023 vào ngày 25 tháng